Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Hội đồng xét xử cho biết trong số 1.237 bất động sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan có 6 bất động sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Cương gia lai. Công ty này muốn được gỡ kê biên, nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số bất động sản nêu trên. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng Quốc Cường Gia Lai đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan gần 2.883 tỷ đồng. Do đó, để đảm bảo nghĩa vụ dân sự trong vụ án này của bà Lan, tòa tuyên khi nào Quốc Cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan thì được gỡ kê biên đối với 6 bất động sản đó. Trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán vừa được Quốc Cường Gia Lai công bố, dữ liệu báo cáo thể hiện ngày 9 tháng 12 năm 2020, Công ty đã nộp đơn khởi kiện công ty cổ phần đầu tư Sunny Iceland ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) liên quan đến tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 5 năm 2023, VIAC phán quyết Quốc Cường Gia Lai đã chấm dứt hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển ký ngày 20 tháng 3 năm 2017 với đầu tư Sunny Iceland theo đúng quy định và buộc Sunny Iceland phải hoàn trả lại toàn bộ hồ sơ đền bù đất, giải phóng mặt bằng mà Sunny Iceland đã nhận theo biên bản giao nhận ngày 2 tháng 7 năm 2017 và 17 tháng 7 năm 2017. Trong quá trình giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của công ty Sunny, tòa án đã nhận được ý kiến của Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè giữa Sunny Island và Quốc Cường Gia Lai có liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát SCB mà Bộ Công an đang thụ lý điều tra. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối tháng 12 năm 2023, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai giảm nhẹ xuống 9.585 tỷ đồng. Sau một năm, lượng tiền mặt của công ty giảm mạnh chỉ còn hơn 28 tỷ đồng đồng thời không ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn nào. Trong bảng cân đối tài chính, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận tổng nợ phải trả 5.236 tỷ đồng, trong đó 4.292 tỷ đồng là các khoản phải trả ngắn hạn khác, bao gồm 2.883 tỷ đồng tiền nhận của Sunny cho dự án Phước Kiển, còn lại là các dự án khác. Đáng chú ý, nhiều bất động sản liên quan Quốc Cường Gia Lai nằm trong 1.237 bất động sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan trong vụ vạn thị phát, đồng thời 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án phước kiển thành phố Hồ Chí Minh cũng bị cơ quan điều tra tạm giữ. Công ty còn phải trả 272 tỷ đồng cho công ty cổ phần bất động sản Hiệp Phúc, 152,8 tỷ đồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nhà Phạm Gia, 12,6 tỷ đồng cho công ty cổ phần Lin Property. Bên cạnh đó, quốc cường Gia Lai có nhiều khoản phải trả ngắn hạn cho nhiều cá nhân Ngoài ra còn phải trả 300 tỷ đồng cho công ty cổ phần giải trí Đại Dương Vũng Tàu, 83 tỷ đồng cho công ty cổ phần thực phẩm và nước giải khát ANB, cổ tức phải trả 194,7 tỷ đồng, các khoản khác 175,6 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh, năm 2023, quốc cường Gia Lai khá chật vật, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vẫn rất khiêm tốn. Mới đây, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức liên quan đến trường quốc tế Mỹ. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tổ công tác liên ngành tăng cường theo dõi, giám sát, chỉ đạo trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Mỹ đảm bảo điều kiện tổ chức học tập, nội dung chính của chương trình học, chất lượng dạy học của trường và chất lượng học tập của học sinh. Các vấn đề phát sinh kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét chỉ đạo. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác xử lý các vấn đề liên quan đến trường này từ ngày mùng 8 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4. Về tài chính, đến 14 giờ ngày 12 tháng 4, phụ huynh đã đóng góp 30,4 tỷ đồng vào tài khoản tiếp nhận hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường cho đến cuối năm học 2023-2024. Trong tuần qua, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia giả soát, giám sát việc chi lương tạm tính, tiền nhà cho giáo viên người nước ngoài và các khoản phục vụ hoạt động giảng dạy. Số dư hiện tại là 6,7 tỷ đồng. Hiện trường có 1.087 học sinh, giảm 33 học sinh. Trong ngày 12 tháng 4, ở Bậc Tiểu học có 42 trên 49 giáo viên nước ngoài, 12 trên 14 giáo viên Việt Nam, 395 trên 428 học sinh tiểu học đi học lại. Ở Bậc Trung học, có 55 trên 74 giáo viên nước ngoài, 10 trên 13 giáo viên Việt Nam, 547 trên 659 học sinh đi học lại và 95 trên 103 nhân viên đi làm. Theo báo cáo của hiệu trưởng, đến ngày 12 tháng 4, trường nhận được 10 đơn xin thôi việc từ giáo viên người nước ngoài. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức dạy học của nhà trường trong thời gian tới. Số học sinh vắng học trong ngày 12 tháng 4 cao nhất trong tuần qua. Bậc tiểu học vắng 33 học sinh, Bậc trung học vắng 112 học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao phòng giáo dục trung học nghiên cứu đề xuất của trường cho các khối lớp kết thúc năm học sớm vào ngày 26 tháng 4. Riêng lớp 12 sẽ đến trường hướng dẫn ôn tập đến ngày 17 tháng 5 để hoàn thành kỳ thi tú tài quốc tế. Mới đây, tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Cự, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và bị cáo Đỗ Duy Vinh, cựu giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tại phiên tòa, bị cáo cự có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên được hội đồng xét xử cho phép ngồi trong quá trình xét xử. Ngay câu hỏi đầu tiên của hội đồng xét xử về hành vi của mình như cáo trạng nêu, bị cáo cự cho biết đến khi bị cơ quan điều tra mời lên làm việc mới biết mình đã sai. Bị cáo cự nói, bị cáo ý thức được sai phạm của mình như cáo trạng, bị cáo cũng đã khắc phục toàn bộ thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Hội đồng xét xử hỏi, biết sai sao vẫn làm? Trả lời, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho rằng thời điểm đó kinh tế tỉnh Phú Yên khó khăn, do vậy bị cáo rất muốn phát triển kinh tế cả tỉnh nói chung và ở đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa nói riêng. Tương tự, bị cáo Vinh cũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng nêu. Bị cáo Vinh trình bày bị cáo rất hối hận vì những sự việc xảy ra. Bị cáo cũng đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại nên mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý đất đai và hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước về quản lý sử dụng tài sản công nên cần xử phạt tương xứng với tính chất hậu quả do hành vi phạm tội đã gây ra. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Quá trình điều tra, mỗi bị cáo đã tự nguyện nộp bồi thường hơn 716 triệu đồng. Công ty Pimefaco nộp hơn 8,7 tỷ đồng tổng cộng là hơn 10,1 tỷ đồng. Bản thân hai bị cáo quá trình công tác cũng đã có nhiều thành tích xuất sắc, được nhiều cấp tặng thưởng huân chương, kỷ niệm chương là con em gia đình chính sách nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định. Từ những nhận định trên, hội đồng xét xử cho rằng việc tuyên phạt các bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo là đúng người đúng tội, thể hiện sự nhân đạo của nhà nước và đúng với chính sách khoan hồng của pháp luật. Theo bản án sơ thẩm, dự án Trung tâm Kinh doanh Dược Mỹ Phẩm và Dịch vụ Y tế Phú Yên do công ty Pimefaco làm chủ đầu tư, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên giao đất có thu tiền sử dụng đất từ tháng 9 năm 2007 và bàn giao đất trên thực địa tháng 9 năm 2007. Đến tháng 1 năm 2013, doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoảng 12, điều 38 luật đất đai năm 2023 từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013. Ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên và Đỗ Duy Vinh, Giám đốc Sở Tài chính, biết thửa đất số 76 tờ bản đồ số 8, diện tích 1.183m2, thuộc ô phố A2, đường Hùng Phương, phường 6, thành phố Tuy Hòa, được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao đất cho công ty Pimefaco để thực hiện dự án Trung tâm Kinh doanh Dược, Mỹ phẩm và Dịch vụ Y tế Phú Yên, nhưng doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án thuộc trường hợp phải thu hồi đất. Dù vậy, bị cáo Phạm Đình Cự và Đỗ Duy Vinh vẫn làm các thủ tục cho công ty Pimefaco chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất này cho ngân hàng ngoại thương, chi nhánh Phú Yên không đúng quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 10,1 tỷ đồng. Trong vụ án chủ tịch phường nhận hối lộ 1 tỷ đồng để làm ngơ cho vi phạm trật tự xây dựng ở Hà Nội qua tìm hiểu, việc này liên quan đến công trình không phép cao 2 tầng có mặt tiền hàng chục mét nằm trên đường Xuân Tảo, phường Nghĩa Đô. Có thể thấy công trình khiến chữ Mạnh Hùng bị khởi tố tạm giam nằm trên một trong những trục đường đẹp nhất của quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công trình kiên cố này được thi công cách đây vài năm. Sau đó trong quá trình xây dựng lực lượng chức năng phát hiện công trình không phép nên tạm dừng thi công từ thời điểm vi phạm được phát hiện cho đến nay. Nhìn từ bên ngoài, công trình này do tạm dừng thi công từ lâu nên đã nhúng màu thời gian. Một số vị trí tường bên ngoài xuất hiện rêu. Theo ghi nhận tại công trình, hầu hết hệ thống cột chịu lực, dầm mái của công trình được làm bằng những thanh thép lớn. Do hệ thống thang máy chưa được lắp đặt nên chỉ có thể di chuyển bằng hệ thống cầu thang sắt nếu muốn lên tầng 2. Bước đầu, Công an thành phố Hà Nội xác định ông Hùng đã nhận hối lộ 1 tỷ đồng để làm ngơ cho công trình xây dựng, không có giấy phép trên diện tích 1.400m2, được tồn tại tiếp tục thi công và hoàn thiện. Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của ông Hùng và những người liên quan khác trong vụ án này. Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố diễn ra với nhiều mức độ khác nhau, tiềm ẩn phức tạp, gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị. Để kịp thời chứng chỉnh tình trạng này, việc xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực nhận hối lộ trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng là một biện pháp cần thiết có tác dụng răng đe cảnh tỉnh những đối tượng khác đáng chú ý, báo cáo hồi tháng 12 năm 2023 của Sở Xây dựng Hà Nội thể hiện trên địa bàn thành phố có ít nhất 7.326 công trình xây không phép, gần 2.300 công trình xây sai phép. Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra đối với 33.580 công trình còn lại. Trong đó, huyện Đông Anh có 5.795 công trình không phép, quận Hai Bà Trưng có 855 công trình không phép, 15 công trình sai phép, đang rà soát 756 công trình. Quận Nam Từ Liêm có 559 công trình xây dựng sai phép, đang rà soát 588 công trình. Quận Cầu Giấy có 433 công trình xây dựng sai phép, Quận Thanh Xuân có 353 công trình xây dựng sai phép, đang rà soát 3.241 công trình. Quận Ba Đình có 268 công trình xây dựng sai phép, 1.681 công trình đang rà soát. Mới đây, ngày 15 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ngoài ra, Bộ Công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Nguyễn Khắc Mẫn, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Nguyễn Văn Thảo, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và Đàm Văn Cường, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Bị can còn lại là Hoàng Thế Du, trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang bị cáo buộc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, ngày 15 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an đã tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Liên quan vụ ông Lê Minh Hoàng, ngụ xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, người tự nhận có thể cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp cầu nguyện gây xôn xao dư luận, mới đây ông Hoàng lại nhận lỗi khi làm việc với chính quyền nơi cư trú. Một lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin Lê Minh Hoàng cư trú tại địa phương, tự nhận có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh và cung cấp văn bản xác nhận chính ông đã cầu nguyện cho nông dân của hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành bớt thiệt hại trong vụ mùa, huyện đã yêu cầu ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành và ủy ban nhân dân xã Bột Xuyên báo cáo sự việc. Theo đó, trong văn bản trên, ông Lê Minh Hoàng viết sau thời gian quan sát, giữa lúc lúa chính vào tháng 8 năm 2023 thì xảy ra gió giật mạnh, ông Hoàng đã cầu nguyện để bớt thiệt hại cho xã viên. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành cũng làm việc với ông Đinh Quang Thành, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành và xác nhận chữ ký dấu đóng trên văn bản mà ông Hoàng cung cấp đúng là của ông Thành. Cùng lúc, Ủy ban Nhân dân xã Bột Xuyên đã mời ông Lê Minh Hoàng lên làm việc. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, huyện đang chờ báo cáo chính thức của hai xã trên. Trước mắt, ông Hoàng xin lỗi về việc công khai văn bản. Ông Hoàng nhận sai và xin rút lại các văn bản đã gửi. Đại diện chính quyền địa phương nhìn nhận có thể xuất phát từ quê hương thuần nông, với nghề trồng lúa nước là chủ yếu nên phát sinh sự việc trên huyện đang giao cho cơ quan nội vụ tôn giáo xem xét thêm về sự việc riêng trường hợp ông Thành ký đóng dấu của hợp tác xã vào văn bản của ông Hoàng chúng tôi sẽ có hình thức xử lý phù hợp lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức nói về vụ việc trên ông Lê Minh Hoàng chia sẻ ông đã đến làm việc với chính quyền về văn bản có dấu của hợp tác xã Mỹ Thành theo lời ông Hoàng trong buổi làm việc ông được cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng những gì có liên quan đến dấu đỏ chưa được kiểm chứng thì không nên đưa lên mạng xã hội. Ông Hoàng cho biết, về báo cáo của tôi, họ hỏi tôi lấy các con số chi tiết về giảm thiệt hại vụ mùa cho bà con hợp tác xã Mỹ Thành ở đâu. Nói cho tôi thương bà con làm nông nên ra bờ ruộng nằm theo dõi, xem gió đến, lúa ngã đổ vào thời điểm nào, từ đó tôi mới ghi giờ giấc vào được như vậy. Theo ông Hoàng, cơ quan chức năng giải thích cho ông hiểu rằng việc giảm thiên tai của năm này so với năm trước hay không phải do các cơ quan khoa học kiểm chứng, một mình giám đốc hợp tác xã là không được. Do vậy ông Hoàng mới nhận lỗi và được yêu cầu rút lại các văn bản đã báo cáo liên quan đến dấu của hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành. Về việc cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Hoàng Thông tin các nơi ông gửi công văn giới thiệu của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hóa và khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp các hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về khả năng cầu mưa Tới nay đều nói đang chờ xin ý kiến lãnh đạo. Đứng trước câu hỏi tại sao ông phải chờ có giấy mời của chính quyền địa phương mới cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng cho biết ông lo lắng rằng nếu ông tự đi mà không có sự hỗ trợ từ địa phương thì có thể hàng ngàn người kéo ra xem sẽ nguy hiểm. Ông Hoàng cho biết thêm, tôi không lập đàn cầu mưa mà tôi chỉ xin chính quyền cử cán bộ dẫn tôi đến một vài nơi, hỏi ý kiến người dân xong, về tôi cầu nguyện xin mưa tôi đọc kinh cầu nguyện xin cho các vùng đang bị hạn hán không có đòi hỏi gì thêm tôi chỉ đề nghị người dân khi thấy tôi xin mưa thì bình tâm không ùn ùn kéo ra đường